Đây, trái này trái mặn ở Mỹ nha. Việt Nam cái bằng trái mặn, còn tiếng Mỹ cái bằng trái lum. Bạn thấy không, trái rất là nhiều. Cây này các bạn tôi nghĩ cả cả ngàn trái luôn đó, rất là nhiều trái. Bao la luôn. Các bạn thấy giống quả trứng gà không, giống trồng 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 màu vàng giống trồng đỏ không đó, rất là đẹp. Đây mời các bạn xem chờ đó. Chúc mấy bạn xem vui vẻ nha. Cái mặn này đó bạn thấy không, khủng khiếp chưa đó. Chúc mấy bạn một ngày mới vui vẻ nha, bye bye.